Mandalay có rất nhiều chùa, tháp và tự viện do vua Minh Đông xây. Các chùa và tự viện nổi tiếng tập trung dưới chân đồi Mandalay gần hoàn thành. Nhưng có một ngôi chùa không thể không viếng, đó là Cu Tho Do, được gọi là cuốn sách bằng đá lớn nhất thế giới. Ngày hôm nay, tài sản của vua Minh Đông đã trở thành một kinh tạng lớn nhất thế giới và có một giá trị như là một món quà cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng cho dân Miến Điện. Hai bên cổng ra vào có công trình đặc biệt. Bên phải cổng là pho tượng vua Minh Đông ngồi nhìn về xa xăm trong tự tại. Bên trái cổng, người ta dựng tấm bia đá bằng hai ngôn ngữ Anh và Miến để giới thiệu bộ kinh. Một trong những tài sản do triều đại vua của Minh Đông để lại mà đất nước Miến Điện hãnh diện, đó là cuốn kinh sách lớn nhất thế giới. Sau lần kết tập kinh điển lần thứ tư, đúng vào năm Phật lịch 2015 tại Kashmir, thì 385 năm sau, đúng vào năm 1871 dương lịch, nhằm năm 2400 Phật lịch, thì tại Mandalay, Miến Điện, Đức vua Minh Đông đã tổ chức lễ kết tập kinh điển lần thứ năm. Đại hội kết tập kinh điển này kéo dài suốt 5 tháng. Nhưng các nước khác họ không nhận công nhận là bởi vì tất cả các vị sư tham dự đều là người Miến Điện. Và sau khi kết tập kinh điển xong thì toàn bộ những gì ghi nhận được do các vị tăng đồng ý và rồi khắc lên những bia đá đó lưu đợi cho tới ngày nay. Và chính thức khai mở cho công chúng xem vào ngày 4 tháng 5 năm 1868. Chùa này nằm dưới chân đồi Mandalay trong một cụm gồm nhiều ngôi chùa lịch sử khác. Chùa có 4 cổng ra vào, nhưng cổng chính hình vòm cung như kiểu tam quan, hướng từ phía nam. Trên đỉnh và hai bên cửa có nhiều tháp nhỏ màu vàng sáng loáng. Khung cửa bằng gỗ sơn màu gạch sẫm màu như áo của các vị sư Miến Điện. Từ cổng chính đi vào một hành lang dài, trên hành lang có che mái dựng trên nhiều cột gỗ tích, chạm trổ văn hoa hình các thần nát, tức là thần địa phương. Nền nhà sạch và bóng loáng. Đức vua Minh Đông là vị vua sùng kính đạo Phật, trị vì từ năm 1853 đến năm 1878, tức vị được 25 năm. Để khai lễ hội, Đức vua đã thỉnh 2.400 vị cao tăng trong cả nước về kinh thành Mandalay. Sở dĩ Đức vua chọn 2.400 vị cao tăng là để tưởng niệm năm đó là năm Phật lịch thứ 2.400. Chư vị cao tăng đó đã cực lực hợp tác tụng đọc Tam Tạng Kinh Điển theo trí nhớ ghi lại, sau đó so sánh, gạt lòng bất đồng trong các bộ kinh. Sau cùng, chư vị nhất quán và thống nhất, chấp thuận làm việc rất cực lực, suốt 5 tháng mới hoàn mãn. Đức vua liền gọi tất cả thợ chạm khắc tài ba đến và ra lệnh khắc các lời kinh vào hai mặt bia đá, rồi sắp theo thứ tự ba tạng kinh
tổng cộng đếm được là 729 tấm bia và một tấm khác đặc biệt giới thiệu bộ kinh. Thành ra có tất cả tổng cộng 730 bia tất cả. Cuốn kinh sách đó hiếm hoi và có giá trị lớn. Nó là một bộ kinh tạng duy nhất được giữ tại một nơi, không phải khóa giống như hầu hết những cuốn sách khác. Tất cả mọi người, kể cả sinh viên, học sinh cho tới những người tình cờ, thấy nó cũng có thể đọc được. Quá lớn để mà tàn trữ trong một thư viện, nên cuốn sách được trưng bày ở trong khu vực của chùa Cư Tho Đâu. Bộ kinh sách này bao gồm 712 tảng đá. Cuốn sách được coi như là vật thiêng liêng, được khắc chữ cả mặt trước lẫn mặt sau. Nó là một bộ ba tạng kinh Phật bằng chữ Pali nguyên thủy. Dẫn vào một điện thờ Phật Thích Ca, tượng Phật bằng đồng ngồi kiết già, không lớn lắm nhưng được chạm khắc rất tinh xảo, đặc biệt đôi mắt Đức Phật trông rất là trầm ngâm và buồn, như ưu tư, không mỉm cười như thường thấy trong các chùa khác. Chúng tôi không biết tượng này được xây từ năm nào. Bên phải của tượng Phật là bức họa chân dung của vua Minh Don, vị vua hộ pháp cho Phật giáo Miến Điện. Ông ngồi, một tay cầm phất trần, đầu chích khăn trắng theo kiểu của người Miến, chứ không đội vương miện, y như là một người Miến Điện bình thường, nhỏ nhắn, không giống một vị vua. Trông ông giống như là một nhà văn hay là một dân sĩ thì đúng hơn. Tiến gần cuối hành lang là một mô hình thu nhỏ. Toàn bộ kiến trúc của chùa Khu Tho Đo, có thể họ chỉ tạo hình cho có dạng để giới thiệu chứ không tạo thêm một tỷ lệ nào. Tất cả 729 bia đá bằng cẩm thạch trắng đều được dựng riêng trong một cái ngôi tháp nhỏ, được xây dựng đồng bộ và giống hệt với nhau. Phần dưới tháp thì hình vuông, mỗi bề khoảng 2 thước. Đỉnh tháp thì hình quả chuông úp, trên 2 tầng hoa sen. Trên đỉnh quả chuông trang trí một cái dù bằng đồng. Đỉnh có một viên đá xanh, xung quanh gắn 5 chuông nhỏ. Mỗi tháp có 4 cửa chính, mái vòm chạm khắc hoa văn hình rồng đơn giản. Bên trong mỗi tháp có dựng một bia đá cẩm thạch cao gần 1m70. Bia đá không phải là hình vuông như nhiều tài liệu ghi viết. Đỉnh bia thì hình giỡn sóng và rộng hơn phần dưới chân. Hai mặt bia thì dày khoảng 12 phân, khắc nội dung kinh. Ngày xưa vua Minh Đôn đã khảm vàng, đã theo viền bia và những chữ khắc trong bia đá, nhưng về sau này là bị người ta gỡ trộm mất. Mỗi ngôi tháp này đều giống nhau, như một cái trang thờ lớn. Người muốn đọc kinh có thể thoải mái nghiên cứu bất kỳ đoạn kinh nào. Nhà vua cho xây đại tự Cư Tho Đo có tất cả là 730 bia đá. Trong đó có một bia tóm tắt toàn bộ công trình khắc kinh lên đá. Như vậy toàn bộ tam tạng kinh điển chỉ khắc trên 729 bia. Còn chi tiết về bia, đá và tháp cũng được khắc. Các tháp trắng che bia chia làm 3 dãy cách nhau bằng một bức tường. Dãy thứ nhất gồm có 42 tháp, dãy thứ hai ở giữa thì có 168 tháp, dãy thứ ba thì gồm có 519 tháp. Đi vòng ra ngoài cùng, tháp thứ 730 thì ghi lịch sử hoàn thành.
công việc khắc bia trên đá. Bia này nằm ở góc đông nam, từ cổng nam vào phía bên tay phải. Các ngôi tháp nhỏ này được xây dựng và bao xung quanh một ngôi tháp khảm vàng rất lớn, cao gần 60 mét. Công trình xây chùa này đã bắt đầu từ năm 1859, còn việc khắc kinh trên bia đá thì lại bắt đầu năm 1860 và hoàn thành vào năm 1868. Mỗi ngôi tháp đều có đến số thứ tự từ 1 cho đến 729, thì số tháp này được xếp như sau: Tạng Luật, Minaya, tổng cộng là 111 bia, từ bia số 1 đến số 111. Tạng Luận là Abhidhamma, tổng cộng là 208 bia, từ bia 112 cho đến 319. Tạng Kinh là Suttanta hay là Suttanta, tổng cộng là 410 bia, từ bia số 320 cho đến 729. Sự kỳ dị và tôn nghiêm của bộ kinh, việc đọc nó không giống như đọc bất cứ một quyển sách thông thường nào. Để đọc được cuốn sách này, người ta không thể ngồi hay nằm mà phải đứng, cũng không thể lật trang sách mà chỉ có thể đi vòng quanh nó. Cũng cần nói thêm, trong khuôn viên chùa thờ Kinh Luật Luận này, người ta trồng các cây ngôi sao. Những cây này ngày nay có niên đại dài trăm năm. Cây cho nhiều bóng mát, nơi đây trú nắng và nóng rất tuyệt. Còn ngôi đại tháp khảm vàng này cao 57 mét, có cấu trúc và trang trí gần giống như các ngôi tháp khác, cho nên cũng không có gì đặc biệt phải nói nhiều. Cũng cần mở ngoặc ở đây, các tấm bia này được tản ra từ mỏ đá Cẩm Thạch ở cách nơi đây 50 km về phía bắc. Người ta phải cắt lát đá theo kích thước chiều cao 1m53, bề rộng 1m07 và có bề dày 1 tấc 3 phân. Sau khi hoàn thành mặt bia cho nhẵn, công trình này được chuẩn bị trước đó gần 2 năm. Người ta chở đến đây bằng thuyền, sau đó dùng voi chuyển chở. Tại đây nghệ nhân khắc độ 80 đến 100 chữ trên cả hai mặt. Người ta khảm vàng rồng lên mặt chữ. Tuy nhiên sau khi quân Anh kéo đến đây thì những chữ vàng này đã bị mất đi. Ngày nay chỉ còn dấu vết nét khắc lõm và tô mực đen lên chữ mà thôi. Sau đó Đức Vua cho cất thêm 730 tháp nhỏ gần như đồng dạng và xếp đặt ngay hàng, chia ra ba khu vực. Đức Vua cho xây một ngôi đại tháp chạm trổ rất công phu, khảm vàng cao độ 57 mét. Tất cả các ngôi tháp nhỏ sơn trắng, chứa các tạng kinh bằng đá, dựng đứng, được phân bổ làm ba khu vực. Trong cùng có 42 tháp, khu giữa có 108 tháp và khu vực ngoài cùng có 519 tháp. Các trang kinh bằng đá đó gồm có Kinh Luật Luận. Luật tạng là những chế tác, các chế luật
do Đức Phật Thích Ca đã dạy cho chư tôn túc học để gìn giữ giới hạnh mà tu tập. Bộ này rất quan trọng, bởi vì khi gần đến lúc nhập diệt, Ngài A Nan vừa khóc và xin Phật dạy, nếu Thế Tôn nhập diệt thì biết nương tựa vào ai. Đức Thế Tôn dạy, lấy giới luật làm thầy. Bộ này do Ngài Ubali chủ trì giới luật cho tăng đoàn khi Đức Thế Tôn còn tại thế. Đọc tụng trong kỳ kiết tập kinh điển lần thứ nhất do trưởng huynh Mahakajip làm chủ tọa trước 500 vị A-la-hán, đệ tử của Đức Thế Tôn. Kinh tạng là tất cả các lời dạy của Đức Thế Tôn về chân lý, giáo lý, khai thị, thực tiễn do Ngài A Nan đọc tụng trước đại hội kiết tập kinh điển lần thứ nhất. Kinh luận bao gồm các lời dạy khai triển thêm về luật lý, triết học, tâm lý và các pháp tinh yếu di diệu. Nên nhớ thời của Đức Thế Tôn chưa có chữ viết, cho nên mỗi khi Ngài thuyết giảng trong suốt 45 năm hoằng pháp, chúng đệ tử xuất gia phải ghi nhớ và học thuộc lòng. Nhờ vậy, lời Đức Thế Tôn dạy mới được bảo lưu chính xác và truyền thừa bằng miệng cho đến đời đệ tử sau. Chư vị này đã đắc quả nên có trí nhớ phi thường, đặc biệt nhất trọn bộ kinh. Ngài A Nan không bỏ sót một lời Phật dạy trong khi làm thị giả cho Đức Phật. Kiết tập kinh điển lần thứ hai do Ngài Yasa tổ chức tại tu viện Velisa ở Vesalay. Lúc này, giáo đoàn bắt đầu chia rẽ và lập tông phái tăng đoàn hệ đại chúng bộ và phái thượng tọa bộ bảo thủ lập phái quyên thủy. Gần 300 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, kiết tập kinh điển lần thứ ba tổ chức gần Phasna vào thời vua A Dục Dương. Kiết tập kinh điển lần thứ tư tại Sri Lanka do con trai vua A Dục Dương đã đi tu là Ngài Menhita và viết nhiều trên lá bối hay lá cọ. Người ta nói bộ kinh này nếu xếp lại phải 6 con voi chở mới hết. Kiết tập kinh điển lần thứ tư tại xứ Kashmir và ghi bằng tiếng Sanskrit. Chùa Kanishka cho khắc vào bảng đồng cán mỏng rồi xếp vào rương bằng đá để thờ. Người ta cho rằng nếu một người đọc liên tục 8 giờ mỗi ngày thì phải mất 450 ngày mới hết. Toàn bộ cuốn sách kinh bằng đá lớn nhất thế giới này. Khi Miến Điện bị Anh xâm lược, hầu hết đá quý và các đồ trang trí có giá trị trên các tờ sách đều bị cướp bóc hoặc thất tán. Quá trình trùng tu sau này chỉ khôi phục lại được một phần vẻ đẹp ban đầu của cuốn sách. Những dòng chữ vàng cũng không còn, mà thay vào đó bằng mực đen làm từ cánh kiến, mũi đèn và tro rơm. Thank you.
Ta sẽ ra đi vạn nẻo đường, để đem gieo mạ, mạ tình thương. Tình thương cho hết không phân biệt, chẳng kể sang hèn với ghét thương. Đường xa ngàn dặm ta đi, luân hồi sao nẻo ta ghi trong lòng. Thế gian ta chẳng đèo bồng, thiên đàng cũng vòng trong vòng tư sinh. Đi trong tình thức viên minh, tình đời chẳng vương nhục vinh không mang. Minh tâm kiến tánh rõ ràng, vì đời phụ sự con đàng vì tha. Hương thơm tỏa khắp gần xa, ta cùng vũ trụ cùng ca một bài. Hương thơm tỏa khắp gần xa, ta cùng vũ trụ cùng ca một bài. Ta sẽ ra đi vạn nẻo đường, để đem gieo mạ, mạ tình thương cho hết không phân biệt, chẳng thể sang hèn với ghét thương. Đường xa ngàn dặm ta đi, luân hồi sao nẻo ta ghi trong lòng. Thế gian ta chẳng đèo bồng, thiên đàng cũng vòng trong vòng. Ta còn xây thêm những nhiều ngôi nhà nghỉ mát. Những ngôi nhà này được cất bằng gỗ vuông vức, mỗi bề khoảng chừng 5 hay 6 thước, có 4 lối đi vào, sơn màu vàng hay hoặc là màu gạch đỏ. Từ lan can lên đến nóc thì được để trống cho thoáng mát, nóc thì xây theo hình bánh ú và đội lên nhau cả 4 mặt, mà người Miến Điện thường xây theo trước đình chùa hay là dọc đường trong làng, để khách hành hương dọc đường lỡ bước nghỉ chân. Nếu xây trong làng thì dùng để nơi tụ họp dân chúng. Sa Ghen là một địa điểm được coi là trung tâm Phật giáo của vùng Mandalay. Thành phố này nằm dọc theo con sông Ejavavandi, cách trung tâm thành phố Mandalay 20 cây số về phía tây nam. Sa Ghen từng là kinh đô của hoàng gia Miến Điện. Từ những năm 1760 đến 1764, Mandalay đến Sa Ghen bằng đường bộ hay bằng ghe thuyền. Cây cầu thông thương từ Mandalay qua Sa Ghen tên là Eva, có 16 nhịp uốn lượn bằng kim loại do người Anh xây dựng. Tại chiếc cầu này là điểm ngắn, cảnh chiều tà và hoàng hôn rất đẹp. Ngày nay, người ta đã xây thêm một cây cầu mới, hiện đại hơn, mà xe chúng tôi đã chạy qua. Từ cầu mới này, chúng tôi đã nhìn thấy cái cầu cũ, đẹp tên là Eva, bắc qua sông Ejavavandi đến thành phố Sa Ghen để leo lên đồi Sa Ghen ngắm nhìn dòng sông Ejavavandi chảy hiền hòa bên dưới.
thành phố Sagan đã từng là căn cứ chỉ huy đặt nguồn máy cai trị Mandalay của người Anh. Người ta kể rằng đã có những trận đánh đẫm máu để chiếm ngọn đồi này. Vùng này nếu đi thêm về phương Bắc 50 cây số là đến những mỏ đá quý như sapphire, ruby, cẩm thạch và đôi khi còn được cả kim cương. Không những thế, phần lớn những pho tượng Phật hay sư tử đá và ngay cả những trang kinh bằng đá cũng được làm tại nơi vùng này. Rồi tiến thêm về phương Bắc, xa hơn nữa là mỏ đồng, mỏ bạc và đôi khi người ta còn tìm thấy vàng nữa. Trở lại chuyến đi hôm nay, chúng tôi đến viếng một ngôi chùa trên đồi cao. Thật đáng tiếc là chúng tôi không nhớ nổi tên của ngôi chùa này. Vừa bước vào trong chùa, chúng tôi cảm thấy choáng ngợp vì tượng Đức Thế Tôn to lớn, an vị gần kính chánh điện. Người ta đã chạm khắc trên đá trắng những đường nét tinh xảo và mềm mại, sống động. Chiếc khăn viền trên đầu pho tượng được khảm nhiều loại đá quý, còn y áo được khảm vàng. Đường nét uốn lượn sống động, đẹp không sao tả xiết. Ta ra biển cả một mình, lênh đênh trong chốn tư sinh luân hồi. Bao phen gió dầm sóng nhồi, vào sinh ra từ muôn hồi tòa sen. Đắm đắm ý a à, mình đắm mình trong chốn bon chen. Tình ra mới thấy nhiều phen giật mình. Chết đi sống lại cũng tình, luân hồi cũng bởi vì mình lời danh. Bây giờ trong chín ngoài xanh, đi vào cuộc thế làm anh lái đò. Đưa người chẳng kể hẹn hò, gặp người trên bến dặn dò đôi câu. Bên này chẳng can không sâu, chỉ cần buông hết có cầu qua ngày. Buông rồi người nhẹ như bay, tự nhiên một bước qua thay cầu đó. Sen hồng rừng sáng trong lò, lái đò cắm bến ngủ cò suối chân. Bên này chẳng can không sâu, chỉ cần buông hết có cầu qua ngày. Buông rồi người nhẹ như bay, tự nhiên một bước qua thay cầu đó. Sen hồng rừng sáng trong lò, lái đò cắm bến ngủ cò
duỗi chân. Sau khi lễ Phật xong, chúng tôi lần theo các hành lang để ra bảo tháp. Hành lang rộng, cột sơn màu thanh nhã có mái che. Trên gồm mái che, người ta đã vẽ nhiều tấm tranh Phật tích màu sắc rực rỡ. Chúng tôi tiến ra một sân lát gạch khá rộng và chiêm ngưỡng ngôi tháp vàng rực rỡ này. Đây có lẽ là ngôi tháp mà người Miến Điện gọi là chùa được chạm nổi hình mặt quỷ. Hoa văn sắc sảo nhất nhì trong các ngôi tháp tại Mandalay. Chúng tôi nhìn ngắm ngôi tháp đẹp quên cả thời gian, cho đến khi người hướng dẫn nhắc chúng tôi đi tiếp vào trong một điện thờ Phật khác. Trong điện không rộng cho lắm, nhưng tượng Phật lớn hơn người thật, khảm vàng, nét mặt thanh tú và hơi buồn. Đẹp không thể nào chê được. Sau đó chúng tôi lại viếng một điện khác để chiêm bái một pho tượng khá lớn bằng đá cẩm thạch nguyên khối. Phần lớn các phiến đá này gần như hoàn thiện nên các pho tượng không bị lỗi trên mặt hay trên thân, như vết nám hay màu tạp nổi trên vân đá.
vươn lên từ buồn nhớ, mà hương thơm tinh khiết cuộc đời là mộng mơ. Sao người đời chẳng biết, người đời chẳng biết. Tôi viết lại bài thơ nói lên lời tha thiết. Tôi gửi tôi trong Phật, Phật gửi Phật trong tôi. Xem nợ đài giác ngộ hương tỏa khắp nơi nơi. Tôi gửi tôi nơi Phật, Phật gửi Phật trong tôi. Cả hai đồng quả vì xem nở khắp muôn nơi. Sau khi chiêm bái xong, chúng tôi ra ngoài chùa, đứng gần ven đồi, nhìn xuống phía dưới, quan sát toàn cảnh ngọn đồi. Mà phía dưới kia là vô số ngôi chùa tháp, cao thấp ẩn hiện, nổi sắc vàng trong lùm cây xanh mướt. Xa hơn là con sông Ejavadi, êm đềm chảy, vì mùa khô nên giữa lòng sông nổi lên những cồn cát nhỏ nằm dọc trong lòng sông. Dưới chân đồi xanh, lá hoa điểm xuyến ngoạn mục. Dọc theo con sông là con đường bậc thang có mái che, nằm uốn lượn như con rắn khổng lồ bò lên đồi nhỏ. Trên đỉnh đồi đó là một ngôi chùa mái vàng rực rỡ. Rất tiếc là chúng tôi không có thì giờ, nhất là không đủ sức bước lên trên 1000 bậc thềm, cho nên không thể chiêm bái ngôi chùa đó. Dù sao thì hôm nay chúng tôi cũng được cơ hội nhìn qua sông để thấy toàn cảnh thành phố Mandalay. Không cần nói, quý vị cũng cảm nhận nơi đây an tịnh và mát mẻ như thế nào. Thật không bỏ công khi đến đây. Nhưng đó không phải là lý do chính, mà điều tôi tâm niệm và quyết tâm đến ngọn đồi này. Ngày xưa, chính Đức Phật Gotama đã thuyết pháp cho vua Sandaturaya và hoàng hậu Sandamala tại đây. Sáng hôm nay chúng tôi được cô hướng dẫn người địa phương lên thuyền đi Sagen viếng chùa và tháp ở nơi đây. Quang cảnh trên sông rộng, dòng nước chảy êm, chúng tôi liên tưởng mình đang dạo trên một nhánh sông thuộc dòng sông Hậu. Cảnh thật an lành và êm ả. Chùa trên đỉnh đồi với kiến trúc cũng na ná như những ngôi chùa khác tại Miến Điện. Tuy nhiên, từ đỉnh đồi này nhìn xuống bên dưới, dòng sông Aravati chảy quanh co lãng đãng trong sương mù, thật đẹp và thơ mộng. Có quá nhiều ngôi chùa nằm trên đỉnh đồi. Đơn giản vì nơi đây xưa Đức Phật Gotama đã trụ lại đây giảng kinh cho vua và hoàng hậu nghe. Thời tiết ở Mandalay vào buổi sáng rất dễ chịu với tiết trời se lạnh. Tuy nhiên do gần tiểu lục địa Ấn Độ
nên ban trưa rất nóng. Bởi vì đất đai là thành phần cát pha thịt. Thời gian vẫn còn sớm, sau khi ghé thăm chùa Mahamuni, chúng tôi quyết định nhanh chóng đi đến thành phố Saken. Trên đoạn đường, chúng tôi cũng ghé qua các ngôi chùa nổi tiếng tại thành phố Sangen này. Trong lòng cũng hơi chán vì các kiến trúc của các ngôi chùa này na ná giống nhau. Hôm nay chúng tôi được cô hướng dẫn đưa đến phía bắc của Mandalay để đến Bigan thuộc Sagan. Xe đưa chúng tôi đi trên đường phố Mandalay, cũng giống như phố thị ở Việt Nam. Đường phố có lúc khá rộn rịp người qua lại. Xe cộ thì không đông như ở Việt Nam. Chạy được một lúc, xe ra ngoại ô và đến bờ sông thì dừng lại. Chúng tôi xuống xe đi theo cô hướng dẫn. Cảnh quan bến bãi thì không có gì đặc sắc, như một bến sông tạm bợ, không có cầu cho khách lên ghe và cũng không có các tiện nghi tối thiểu của bến đò. Nhìn ra bờ sông thì ghe tàu gỗ đậu dài bên bờ sông. Nhân công người Miến có lẽ rẻ lắm, nên người ta mượn hai người cầm cái xào đứng hai đầu cho khách bước lên tấm ván cầu, vịn vào cây xào để giữ thăng bằng và an tâm không sợ té xuống sình lầy của bãi sông. Cô hướng dẫn đưa tôi bước lên cầu dán tạm bợ để tiến ra con thuyền gỗ to lớn. Khi tiến gần đến tàu lớn, chúng tôi khoái trá và nhủ thầm, mình sẽ được ngồi trên tàu to đẹp này ư. Vào trong tàu nhìn quanh thấy trống rỗng, cô hướng dẫn lại tiếp tục bước qua một chiếc tàu nhỏ hơn. Lòng nghĩ thôi chiếc này cũng tạm được. Nào ngờ cô ta tiếp tục bước qua chiếc khác nhỏ hơn. Rồi đi tiếp đến một chiếc ghe gắn mái và bước lên mặt bằng có mái che. Trên có để một cái bàn, có ba chiếc ghế nằm và một chiếc ghế nhỏ. Vừa ngồi xuống là anh phụ ghe đem đến một dĩa nhỏ có một nải chuối già lớn đặt lên bàn. Cô hướng dẫn cho biết là nhà thuyền mời khách dùng nải chuối đó. Vì ăn sáng xong nên chúng tôi không thèm nhìn nó. Bây giờ ghe máy bắt đầu rời bến. Nhìn lại chiếc ghe mới hay là cả ghe chỉ có hai vợ chồng và cô hướng dẫn. Nghĩ lại giây phút đó cũng thấy đã thiệt, vì mình là khách quan trọng trên ghe đã đặc biệt dành riêng cho hai vợ chồng mà thôi. Thế rồi chúng tôi nhìn lại bến ghe, thuyền dần dần xa bờ, bỏ lại những chiếc ghe nằm đợi khách ở ven sông. Nhìn lên bờ,
cảnh quan sao mà giống như quê nhà mình quá. Lòng bồi hồi chảnh nhớ những ngày ấu thơ chơi đùa, lặng họp trong lòng sông cửa tiểu của Tiền Giang. Ghe chạy thêm một đội nữa thì cảnh giống như khu nhà sàn ở Hậu Giang. Rồi ghe ra giữa sông, cảnh quan lại giống như cảnh Đồng Tháp 10 vào mùa nước nổi, dâng lên với những căn chòi nhỏ nằm chơ dơ giữa cánh đồng ngập nước. Chúng tôi còn bắt gặp cảnh một em bé độ 8 hay 10 tuổi câu cá kiếm sống trên sông, hay một vài ngư dân thả câu quăng lưới. Tất cả những hình ảnh này sao mà giống quê nhà thân thương quá. Trên bến nước chúng tôi còn bắt gặp những căn nhà thôn xóm ở ven sông và một số ghe tàu chở du khách. Thật là lạ, bất kỳ quãng sông nào trên đường ghe chúng tôi đi qua cũng đều gợi nhớ sông nước quê nhà. Vì vậy chúng tôi cố để những hình ảnh này để những ai không về quê mình xem cho đỡ nhớ, đỡ thương, đỡ ghiền vậy mà. Người phụ ghe đã rời ghe và chỉ còn tài công lái ghe mà thôi. Con sông Ejeja Wadi là một tuyến đường thủy huyết mạch quan trọng để vận chuyển hàng hóa, nông phẩm như gạo, đậu phộng, đậu mè, dầu ăn, đồ gốm, tre, nứa và gỗ tách. Con sông này phát xuất bên trong vùng Thượng Miến, chảy dài nối tiếp qua nhiều thành phố như Ba Găng và chảy qua Yangon, rồi đổ ra biển Ấn Độ Dương. Con sông này dài 2.170 km. Trong đêm dài sinh tử, nhìn cuộc đời phôi pha, muôn loài đang say ngủ. Ta ca khúc cuồng ca cho đất trời bền bỉ, nếu đất trời cách xa, ta may liền bằng chỉ. Đêm khuya bên vắng đưa đò qua dòng sinh tử, tiếng hò cô đơn ai người thấu hiểu muôn cơn. Lái thuyền lướt sóng qua cơn ba đào, sông sâu gió lộng sóng vượt dòng sinh tử đi vào cửa không, đưa người chẳng quản nhọc công bước.
bước lên bờ xa, thuyền sông không còn. Ta ca khúc cuồng ca đem cho đời hoan hỉ, mở dòng vòng tay ra ta ôm vào hồi. Ta ca khúc cuồng ca họ lỡ qua bể khổ, dù bão tố phong ba sen hồng tươi vẫn nở. Qua dòng sinh tử tiếng hò cô đơn, ai người thấu hiểu muôn cơn, lái thuyền lướt sóng qua cơn bão đau. Sông sâu gió lộng sóng gào, vượt dòng sinh tử đi vào cửa không, đưa người chẳng quạt nhọc công, bước lên bờ xa thuyền sông không còn. Ta ca khúc cuồng ca đem cho đời hoan hỉ, mở dòng vòng tay ra ta ôm vào hồi. Ta ca khúc cuồng ca họ lỡ qua bể khổ, dù bão tố phong ba sen hồng tươi vẫn nở. Ta ca khúc cuồng ca cho đất trời rộng mở, dù gió táp mưa xa muôn đời hoa vẫn nở. Khi ghe ra xa hơn nữa, gần đến bờ sông bờ phía Saken, thì nhìn xuống dòng nước, thấy nước chảy hai màu trong đục. Bây giờ mới nhớ câu ca dao, nhà bè nước chảy chia hai, ai về gia định Đồng Nai thì về. Nơi đây em không hẹn sao em mãi đến, lòng hân hoan khi ánh dương vươn mình, hương hoa thơm đưa em vào cõi đời. Nhưng cuộc đời không đẹp tựa như hương hoa thơm. Nơi đây em muốn trụ nhưng phải xa cách, lòng bâng khuâng khi ánh dương vừa tàn. Lặng lẽ đi em hướng về vô định, rồi em đi sẽ đi mãi giữa hai dòng sông. Một dòng sông xanh biếc và một dòng nước đỏ ngầu, giữa hai dòng sông đưa em vào cõi mộng.
an vui màu trắng em con đường về nhé em, về nhé lòng từ cha thầm gọi thoát hai dòng em trở về đến chốn lạc ba. Trên cửa sông gió mát, tiếng ghe máy nổ lịch bịch gợi cho chúng tôi nhớ những hình ảnh thuyền máy ở quê nhà. Thế rồi ghe cũng cập bến, bên bờ sông. Khi xuống ghe cũng bước lên tấm ván bắt từ ghe xuống bãi sông. Nhìn cảnh giống như ngày xưa chúng tôi xuống thuyền ở Việt Nam. Chỉ khác là vẫn có hai người cầm sào, làm tay vịn cho mình, giữ thăng bằng. Nơi đây là bến chính thức để tiến vào chùa Mi Căn. Ngày xưa vua quan từ ghe thuyền bước qua lối này để lên bờ. Những hình tượng xây dựng để chào đón. Lên đến bờ rồi thì đến ngôi chùa nhỏ, thờ Phật màu trắng. Hình như phong tục này giống như viếng đền trình trước khi vào lễ chùa chính. Bên trong ngôi chùa này có an vị tôn tượng Đức Bổn Sư.
Phía trước là một bục khá lớn, có hình dạng giống bàn chân Đức Thế Tôn. Bên trong chạm khắc nhiều hình tượng, nói lên các tiền kiếp của Đức Phật. The footprint, there are many signs. It is all together. There are 108 signs for the Buddha to be. Yeah. So among of them here, in this corner here, this is the like. Tu rồi chỉ cốt thấy mình, chẳng cần thấy Phật, chẳng dình thấy ma. Tu rồi ta vẫn là ta, ta chưa thành Phật, Phật xa ma gần. Ta nhìn vũ trụ xoay vần, nhìn sao cho thấy luật tuần hoàn kia. Thấy rồi ta mới sơ chia cùng vạn vật một tia nắng vàng. Nắng vàng thành ánh hào quang, hào quang thắp sáng ta sang được bờ, sang bờ rồi cũng phải chờ lôi hết cả từ khờ đến khôn. Lối sau cho thật là xuống, dắt tay qua hết chẳng buông một người. Qua rồi tất cả cùng cười, cười cho đất nẻ, cho đời nở hoa. Rồi nơi đây chúng tôi có đến lễ các vị sư đang ngồi với một số Phật tử. Bài ca tiếng hát còn dài, họ lơ bất tận hát hoài không ngừng. Ấy là sự sống chẳng đừng, và là ánh sáng từng bừng chói chang. Đất trời vạn vật ca vang, ca bài hợp nhất. Khi tiến vào trong, chúng tôi thấy hai pho tượng sư tử giữ chùa khá lớn như hai hòn giả sơn. Hai pho tượng này được xây bằng gạch đỏ, tô bên ngoài bằng thạch cao. Tiếc rằng trận động đất dữ dội vào năm 1836 đã phá hủy gần như toàn bộ phần đầu và thân. Bây giờ chỉ còn trơ lại phần móng, phần chân và phần mông sư tử. Trăng đầy ấp một nhà, chẳng soi bóng được sóng nhòa khuôn trăng. Lưng trời một đám mây răng, toàn che lấp mặt vầng trăng thênh thang. Trăng soi cho khách đưa đò vượt qua bể khổ, tiếng hò nhặt khoan.
đưa người trong cõi trần gian sáng qua bờ giang tình ta ho lơ quá rồi vệt áng mây mờ qua rồi mới biết vừa qua giấc dài qua rồi mới thấy liên đài qua rồi mới hát được bài hoan ca qua rồi ta mới thấy ta qua rồi mới biết đường xa hay gần bài thơ vừa mới gieo vần bài thơ để lại thế trần mùa vui Ra khỏi nơi này, chúng tôi bước qua một sân đất rộng, rồi qua một con đường tráng nhựa mà bị hư hỏng nhiều nơi, để đến gần tháp chùa Mi Căn. Ngôi chùa tháp Mi Căn là một bảo tháp đã được xây dựng dở dang, rất cao lớn hoành tráng và được xây dựng vào năm 1790. Tuy nhiên nó không được hoàn thành. Bởi vì ngân khoản của nhà vua đã cạn kiệt. Nếu bảo tháp này hoàn thành, có thể là lớn nhất thế giới, cao 150 mét. Ngày nay chùa bị hư hỏng vì trận động đất ngày 23 tháng 3 năm 1839. Những vết nứt trên tháp nhìn thật thảm thương. Ngày xưa người ta xây một con đường bậc thang thẳng đứng để lên trên tháp. Vì quá cao nên chúng tôi không có thì giờ lên đỉnh tháp. Cô hướng dẫn cho biết nếu lên đó thì có thể nhìn toàn diện phong cảnh thành phố Mandalay và các ngôi chùa lớn nhỏ xung quanh tháp. Từ nơi đây có thể ngắm xuống dòng sông rất đẹp. Tiếc thay chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng. Chúng tôi dành ít thì giờ vào trong tháp, có một ngôi đền thờ Phật. Gian phòng này nhỏ, gọn, đơn sơ, nằm lọt thỏm trong chùa tháp Mi Căn. Cuộc đời là
là chốn bề sâu, khác chi thuốc phim vô thường. Tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo đường. Xanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếm sóng phong trần. Chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Biết bao giờ trái tim ta sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau. Biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi. Kiếp người nào có là bao, sao không sống cho tốt lành. Hạnh phúc gần kề bên ta, ai ơi cố nên giữ gìn. Sắc đẹp chẳng ai bên đâu, tham chi để thêm u sầu. Sang giàu rồi cũng khổ đau, ở đời phải sống vì nhau. Lớn một ngày trắng tay ta chẳng còn gì, mới hay rằng kiếp sống như là chim bao. Nếu mai này vẫy tay nhắm mắt lìa đời, chỉ còn lại tội phước theo hoài ta thôi. Chốn bề sâu, khác chi thuốc phim vô thường. Tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo được. Xanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếp sống phong trần. Xong chúng tôi lên xe bò, còn gọi là taxi Mikan, để chuyến nơi trưng bày chiếc chuông lớn nhất thế giới. Trái tim ta sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau. Biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi. Biết bao giờ trái tim ta sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau. Biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi. Nước mắt không còn tuôn rơi. Vua Bodo Pesha cho đúc chuông này vào năm 1808, hoàn thành vào năm 1810. Đường kính ngoài vành của chuông là 16 feet 3 inch, tức là 4m95. Chiều cao của chuông là 12 feet, độ 3m66.
chuông được đúc bằng đồng, không dày cho lắm, độ 6 đến 12 inch. Chu vi vòng quài đo được 15 mét rưỡi. Chuông được đúc ở bờ sông đối diện. Chúng tôi cắt cớ đặt câu hỏi cô hướng dẫn. Như vậy chuông nặng 90 tấn thì làm sao đưa qua đây? Và làm sao có cần trục nâng chuông để mà treo lên giá chuông? Lần này cô ta có vẻ rất thuộc bài. Cô cho biết từ chỗ đúc chuông, người ta di chuyển ra bến sông. Chuông được kéo bằng nhiều thớt voi. Chuông được đưa lên bệ bằng hai thuyền kết lại. Trước đó người ta đào một con kênh nhỏ ăn sâu vào chỗ có giá treo chuông. Họ đắp bờ kênh rất cao. Sau khi chuông được kéo vào đến giá đỡ chuông thì họ đắp đập ngăn nước ra vào. Sau đó họ cho nước vào đập, thuyền sẽ nổi lên và nâng chuông cao lên đến đúng ngàm. Họ xỏ chốt ngàm để giữ chuông vào giá treo chuông. Xong rồi họ tháo nước ra thì chuông đã được an vị theo ý muốn. Tuy nhiên vào năm 1836, tháng 3 có trận động đất dữ dội khiến chuông bị đổ. May là không bị vỡ và bị bỏ quên. Mãi đến tháng 3 năm 1896, một công ty tàu Airavadi dùng rồng rọc và đòn bẩy mới treo chuông được. Và đây là địa điểm chuông sau cùng được treo. Sau đó để bảo vệ, người ta xây cất thêm tháp có mái che chiếc chuông nổi danh lớn nhất thế giới trước năm 2000. Nó bị mất ngôi vì ở Hồ Nam Trung Quốc họ tạo được chuông đồng nặng 116 tấn. Bác Sơn, cut. Again. Now, line, camera, action. Oh, you are there. Sau khi viếng chuông, mi gâm, chúng tôi phải dùng xe bò. Kể ra đi chùa mà đi xe bò thì cũng hơi tội nghiệp. Nhưng mà cô hướng dẫn đã khuyên chúng tôi nên đi xe bò vì đường cũng xa và trời trưa nắng. Đồng thời đó là một cơ hội giúp đỡ cho người dân miếng có một ít thu nhập. Chùa Sin Bium Bảo Tháp còn gọi là chùa trắng. Ngôi chùa có màu sơn màu trắng như tuyết, nổi bật dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. Đường đến chùa màu trắng không xa lắm, nhưng nắng trưa ở đây khá nóng bức và oi nồng, cho nên chúng tôi lên xe bò, được gọi là taxi, để đến ngôi chùa sơn màu trắng như tuyết, nổi danh ở vùng Mekong này. Xưa nay, trai nhân và danh tướng ít có ai sống đến bạc đầu. Cho nên, khi một nàng công nương xinh đẹp, nổi tiếng hiền thục và nhân ái thường được thương tiếc và được vua xây dựng đền hay tháp hoặc chùa để kỷ niệm. Đền đài kỷ niệm nổi danh nhất và coi như là một kỳ quan của thế giới, đó là đền bằng đá cẩm thạch trắng, có tên là Thách Ma Ho ở Ấn Độ. Cũng như thế, đền Simbayumi này ở đây là tên của công nương bị chết trong khi sanh nở.
chùa được vua Ba Kỳ Đô xây năm 1816. Sau đó bị hư hại nặng vì trận động đất dữ dội vào năm 1838. Nhưng mãi đến năm 1874 thì vua Minh Đôn cho sửa lại và khôi phục khang trang như ngày hôm nay. Về kết cấu ngôi chùa, được xây làm 3 tầng. Tầng thấp nhất được xây tròn như đóa hoa sen có 7 lớp, đài sen có tâm điểm, nhụy sen là ngôi tháp trắng nhỏ, nằm trên một mặt bằng, lát gạch rộng lớn. Trên sân rộng đó, người ta xây một ngôi tháp trắng. Ngày xưa người ta xây 7 lớp hành lang, tất cả đều được sơn trắng tinh khiết, uống lượng và bao quanh, từ dưới đất nhìn lên, chùa nổi bật trên nền trời cao. Các tháp nhỏ xây hình răng cưa, bên trong an vị Phật ngồi tọa thiền. Tầng dưới cùng có 4 đường đi lên tháp. Mỗi con đường này có 3 cầu thang. Cầu thang giữa lớn hơn, có lẽ ngày xưa chỉ dành cho vua, hai chức quan cao đi cầu thang này. Hai bên được xây tháp nhỏ theo đường bậc. Bên trong thờ một tượng Phật. Đây là một thiết kế nghệ thuật. Xung quanh tháp đều có những tháp thờ Phật. Từ dưới lên trên được chia như nan bánh xe Pháp Luân. Những nan chính là dải tháp vách trống. Bên trong mỗi tháp an vị một tượng Phật ngồi tọa thiền, cho nên nhìn từ dưới lên trên tượng được xếp thành hàng trong, thật nghiêm trang, thanh tịnh và đẹp cực kỳ. Nói chung ngôi tháp trắng có chạm trổ hoa văn. Phật đàn gió lành ngát hương, bậc đại giác đã mở đường, quang minh chân lý làm gương cho đời chúng sinh. Trong biển luân hồi nhịp sâu chướng nặng chơi vơi mê, bè từ cứu độ nguy cơ cho người hướng thiện đến bờ an nhiên. Lạy Phật tổ đấng đại hiền, chúng con quỳ trước đài sen nguyện cầu xin bốn biển năm châu đạo vàng sáng tỏ nhiệm màu thế gian.
Phật đàn, gió lành ngát hương, bậc đại giác đã mở đường, quang minh chân lý làm gương cho đời chúng sinh trong biển luân hồi, nhịp sâu chướng nặng chơi vơi mê mờ, bè từ cứu độ nguy cơ cho người hướng thiện đến bờ an nhiên. Lạy Phật tổ đấng đại hiền, chúng con quỳ trước đại sen nguyện cầu, cầu xin bốn biển năm châu đạo vàng sáng tỏ nhiệm màu thế gian, trời mênh mang gió chiên đàn, mừng mùa khánh đản hân hoan muôn nhà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, tình thương thể hiện an hòa nhân sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, tình thương thể hiện an hòa nhân sinh. Khi tiến vào bên trong tháp này, có cầu thang bằng gạch để lên tầng sau cùng. Chúng tôi lần theo các bậc thang để lên trên tháp và sau cùng đến một mặt bằng rộng. Trên mặt bằng đó có xây một bảo tháp khác màu trắng nằm cao như đỉnh một ngọn núi. Xung quanh là các bờ tường cao bao quanh. Trời đang ở vào giữa trưa. Sau cùng, bên trong có thờ một tượng Phật, khói hương nghi ngút. Từ nơi này bước ra, một sân nhỏ, có bờ tường cao xây thêm, tháp nhỏ trên bờ tường bao bọc. Bên dưới chân tường có xây nhiều khám thờ Phật được phân chia đều. Dưới bờ tường bao quanh ngọn tháp, từ những khe hở, chúng tôi nhìn quang cảnh phía dưới là ruộng vườn xanh tươi, rất đẹp mắt. Từ đây chúng tôi nhìn về phía các đỉnh chùa, tháp lớn nhỏ của Mekong nổi bật trên nền trời xanh có mây nổi. Đôi lúc chúng tôi có cảm tưởng như mình đang ở trong chuyện thần thoại hoang đường, rồi thấy hồn lân lân như ngôi tháp đang bay, trôi nổi trong mây trắng. Cảm giác này thật là mơ hồ khó tả hết cho được. Một trái tim ra đời, một trái tim là người, một trái tim hay khóc, một trái tim hay cười, một trái tim vào đời, một trái tim thành người.
một trái tim tranh thắng, một trái tim nhiều lời. Ôi cuộc đời, ôi tình người, ai đang vào sinh tử mà thấy mình đơn côi. Một trái tim lìa đời, một trái tim thật người, một trái tim vào đạo, một trái tim tuyệt vời. Một trái tim thương đời, một trái tim vì người, một trái tim bừng sáng, một trái tim rạng ngời. Ôi tuyệt vời, ôi cuộc đời ta vào sinh ra. Từ các khe nhìn xuống ở bờ tường, nếu nhìn về phía tây là tháp Mingun. Tháp Mingun nằm lẫn trong rừng cây, xung quanh là ruộng vườn xanh tốt. Khí hậu trên tháp này rất là thoáng mát, mặc dù trời đang ở vào giữa trưa. Trái tim thật người, một trái tim vàng đạo, một trái tim tuyệt vời. Một trái tim thương đời, một trái tim vì người, một trái trái tim rạng ngời. Ôi tuyệt vời, ôi cuộc đời ta vào sinh ra từ trên môi nở nụ. Nói chung ngôi tháp sơn trắng có chạm trổ hoa văn, tuy nhiên đường nét không được sắc sảo. Nhìn chung thì tháp rất đẹp, tỏa sáng với màu trắng tinh khiết. Dòng suối mát nối tình chúng sanh, Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cánh trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về
tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ say. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật hóa vọng tự sanh. Ok. Rồi nơi đây chúng tôi trở lại bến ghe để trở về thành phố Mandalay, nơi chúng tôi tạm trú. Ngồi trên ghe, nghỉ ngơi, bây giờ mới thấy mệt và đói. Mai thai nãy chú già chủ thuyền mời vẫn còn đó, nên chúng tôi ăn cho đỡ lòng. Có lẽ vì đói nên chú già ở đây thơm, ngon và có hương vị độc đáo. Chó thốc lên từ mặt sông rộng thoáng mát, làm chúng tôi thấy sảng khoái vô cùng. Phật về cho đất thêm, cho hoa thêm nhì, cho cánh chỗ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ say. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, dài núi biếc ấy hồn ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật hóa vọng tự sanh. Vui câu niệm Phật hóa vọng tự sanh. Sau khi viếng chùa xong, chúng tôi được cô hướng dẫn đưa đi viếng tu viện gần đó. Trời hôm nay gần hết tháng 10 dương lịch, mà miền Trung Miến Điện còn nóng như rang. Xe chúng tôi đi phải mở hết công suất máy lạnh mới tạm gọi là mát. Nhìn ra ngoài cửa kính xe, tình cờ chúng tôi bắt gặp một hình ảnh rất thương tâm. Các cô nữ tu tuổi còn thơ
đi mót củi cho thiền viện dùng. Nhìn các cô ốm nhom đội cành cây bước đi siêu dẹo. Chúng tôi bảo tài xế ngừng xe lại. Xe đang mở máy lạnh tối đa thật mát. Cửa xe vừa mở, hơi nóng ùa vào, muốn nghẹt thở. Vậy mà các cô bé nữ tu đầu đội bó củi, trên đầu nặng trĩu. Có lẽ đã quen với khí hậu nơi đây, nên các cô vẫn vô tư rảo bước. Chúng tôi bước ra xe đến cúng dường một ít tịnh tài. Buổi trưa nắng oi nồng thì phải đi mót củi cho thiền viện. Thay vì với tuổi thơ các cô cần nghỉ ngủ sau bữa cơm trưa, thì ra tu hành ở Miến Điện có lẽ không phải là tiện nghi và dễ dàng. Không phải chỉ chuyên tu mà còn phải có những sinh hoạt đời thường và phải lao tác không phân biệt tuổi tác. Khi xe chạy ra khỏi nơi đây với lòng nặng nề ngổn ngang trăm mối và suy nghĩ không biết làm thế nào để trợ duyên cho các cô tu học được dễ dàng hơn. Đường ta đi là đời, đường ta đi là sống, đường ta đi là đạo. Qua không gian đường này chưa từng có, qua thời gian đường này cũng không luôn đi thẳng vào lòng người, không che giấu, đi thẳng vào sự thật không sai ngoài. Là đường vào không nơi chốn, là đường vào không sắc tướng, là đường vào không chiều hướng, là đường vào không lý luận. Đường ta đi là đời, đường ta đi là sống, đường ta đi là đạo. Qua không gian đường này chưa từng có, qua thời gian đường này cũng không luôn đi thẳng vào lòng người, không che giấu, đi thẳng vào sự thật không sai ngoài. Là đường vào không nơi chốn, là đường vào không sắc tướng, là đường vào không chiều hướng, là đường vào. Mãi nghĩ vẫn dơ thì xe đến một trường học. Các chú và các cô tu học cũng như các em bé vô tư hồn nhiên khác trên trái đất này, các em cũng vui đùa và sinh hoạt trẻ thơ. Nhìn các em vui đùa, chúng tôi càng thấy thương các em khác đang khiêng vác cành cây trong nắng nóng. Sau khi quan sát, chúng tôi đi đến ngôi thiền viện
quy mô mà chúng tôi không thể nào nhớ được tên. Ngôi thiền viện rộng lớn này, vì nghe tiếng giảng kinh, chúng tôi tiến vào giảng đường để tham dự. Nhìn thấy quý thầy cô và Phật tử ngồi nghe giảng pháp bằng máy phát lại rất chăm chú, khiến chúng tôi cũng muốn góp phần tu học. Vì không biết ngôn ngữ của Miến, chúng tôi liền ngồi thiền, thụ hưởng tha lực của chư vị đang tu đó. Sở dĩ các thầy cô và Phật tử nghe pháp bằng máy phát, bởi vì các vị tôn túc lãnh đạo ngôi thiền viện này đang nhập thất. Ta đã về đây để tắm vẻ huy hoàng. Ta đã về đây không mang theo bè bạn. Ta đã về đây để thấy sự chính nguyên. Ta đã về đây nơi không còn ngã mạn. Ta đã về đây để biết sự vui yên. Ở nơi đây không ngày đêm bạn, không hình thù, không màu sắc âm thanh. Nó lặng thinh, chưa muôn hình vạn trạng. Trôi chảy hoài mà vẫn thấy vắng tanh. Được một thời gian ngắn, chúng tôi đi quan sát và thăm viếng ngôi chánh điện của thiền viện. Trong ngôi chánh điện, tượng Phật lớn nhỏ, tôn tượng Đức Thế Tôn nhập triệt, trên đầu khảm rất nhiều bảo ngọc. Còn tượng Phật nhỏ rất nhiều, được an vị quanh bàn chân Phật chạm trổ công phu, các biểu tượng theo túc sanh chuyện. Nói nhiều về tiền thân Đức Thế Tôn. Đời người là một hợp thế, nhân duyên thành rồi cũng phân ly. Ngại ngùng gì chẳng dám cho nhau những nghĩa tình hạnh phúc bên lâu. Rồi mai đây thân về miền đất lành, dẫu vui buồn hay có thương đau, cũng chôn vùi nơi chốn mồ sâu. Này người hỡi, nào giới hạn cho người già hay chỉ bóng hoàng hôn? Nhưng ánh dương ban mai vừa ló dạng, cũng tắt lì theo lẽ vô thường. Đã biết nơi thế gian là con thân, con người luôn tựa án phù vân. Mai phút giây còn ở chốn này, ngoái mặt lại cỏ đã xanh hồ.
hoa cho người già hay chỉ bóng hoàng hôn. Nhưng anh dương ban mai vừa ló ràng cung tắt liềm theo lễ mùa thường. Đã biết nơi thế gian là cõi tạm, thân con người luôn tựa áng phù vân. Mười phút giây còn ở chốn này, ngoảnh mặt lại cỏ đã xanh. Chúng tôi được ni sư tri khách tiếp. Khi cúng dường xong, chúng tôi lên xe rời nơi đây và xin tạm ngưng phần 2. Xin mời quý vị xem tiếp phần thứ 3.